Ngày 13 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp thứ 3. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Phiên họp lần này đánh giá các kết quả đạt được của ban chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 2 ngày 10 tháng 1 năm 2023 đến nay. Đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo tại các phiên họp trước và phương hướng hoạt động của ban chỉ đạo trong thời gian tới. Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên giao các thành viên ban chỉ đạo, ban nội chính Thành ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp 23, kết luận về công tác giám định, định giá tài sản. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ, cần tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc, việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch năm 2023. Trong đó, chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát phải đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, các lĩnh vực cải cách hành chính, đầu tư công, phát huy hiệu quả nhưng tránh trùng lắp, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị. Tại cuộc họp lần này, Ban chỉ đạo đã thống nhất chỉ đạo khẩn trương xây dựng, sớm hoàn thành đề án, vận dụng triển khai thực hiện kết luận số 14 KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sai phạm và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ, phù hợp thẩm quyền trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức và khuyến khích, động viên, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, góp phần cho sự phát triển của thành phố. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á, bệnh viện thành phố Thủ Đức và công ty Nam Phong vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo ban tuyên giáo phối hợp với ban nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tham mưu tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.